Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã tiêm 12,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chỉ còn 24 ngày nữa phải hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này. Nhưng hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 cả nước mới đạt gần 72%, mũi 2 gần 40%. Đặc biệt, vẫn còn 7 tỉnh thành tiêm thấp dưới 22%. Trong đó có 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 tại Đà Nẵng đạt 38,5%, trong khi đó tỷ lệ tiêm mũi 2 mới đạt 16,3%. Theo Bộ Y tế, các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa, mới nhất là BA.2.75, BA.2.12.1 có khả năng làm giảm miễn dịch qua thời gian và có thể làm dịch bùng phát trở lại. Vì vậy, tiêm vaccine vẫn là biện pháp quan trọng và hiệu quả để ngăn chặn COVID-19.